Rồi, hello các bác. Nay kênh âm thanh Đặng Duy Audio xin test qua âm ly đề nông AVR3313. Trước tiên mời các bác xem qua cái hình thức của em đó. Cái này mặt phay nhôm xước nha các bác, rất là ngầu. Máy hầu như đẹp 99% ạ, không một vết chày. Các bác thấy rồi đó. Đây là nắp cốp của nó nha các bác, nó cấn cái USB nhưng không đóng lên được. Em đang test USB rồi file lossless. Đây các bác coi, đuôi của nó là flat, đuôi nhạc là flat nha các bác. Rồi đi cùng em nó là cây remote rin theo máy luôn ạ, chỉnh full chức năng ạ. Lâu lâu nghe lại một bài Anh Tú cũng rất là hay ha các bác. Rồi tiếp theo mời các bác coi qua cái phần nắp máy và phần phía sau. Đấy, quá là đẹp các bác. Đây à, tên của em nó đây à. Đề nông AVR3313, điện 100V, công suất 670W. Con này sản xuất năm 2012 nha các bác. Rất nhiều công nghệ ăn chơi. Đây, dãy loa của nó các bác nhìn thấy. 7.2 đến 2 súp điện. Đây ạ, Real. Real đâu rồi? Các bác có thể nâng lên thành 9.2 cho front wide và front high. Công nghệ của con này thì nó gồm có các tính năng như là USB file lossless này, chơi AirPlay 4K. Các bác có thể điều chỉnh qua app đề nông, app remote đề nông, download được trên CH Play với lại iOS luôn nha các bác. Các bác điều khiển bằng điện thoại rất là tiện lợi. Rồi, con này thì em đang bán với cái giá là 9 triệu nha các bác. Các bác yêu em nó thì hãy bốc máy alo hoặc là inbox cho em ạ. Em xin cảm ơn. Rồi, bye bye các bác nha.